Bé gái mất tích ở Texas năm 2002 được tìm thấy ở Mexico. Tin từ Austin, Texas. Các viên chức thực thi pháp luật cho biết là cách đây hơn 12 năm, bé gái Texas 4 tuổi bị mẹ ruột bắt cóc, giờ đây được tìm thấy ở Mexico. Tại buổi họp báo hôm thứ Tư, Sở Cảnh sát Austin nói bé Sabrina Allen bị đưa ra khỏi Austin, Texas vào tháng 4 năm 2002 bởi mẹ ruột là Dara Lawrence. Theo thông báo của FBI, Dara và bé gái thay đổi danh tính và thường xuyên di chuyển để tránh bị bắt lại. Nhưng cuối cùng, cả hai được tìm thấy ở Mexico hôm thứ Ba và thiếu nữ 17 tuổi được đoàn tụ với cha cô hôm thứ Tư. Tại buổi họp báo, ông Greg Allen nói họ trải qua một xa cách quá dài và quá lâu, nhưng may mắn là có được kết thúc có hậu. Ông Greg bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã tham gia trong cuộc tìm kiếm để đưa con gái ông về nhà. Theo hồ sơ buộc tội thì Dara hiện nay 44 tuổi, bắt đứa bé vào ngày 19 tháng 4 năm 2002, không giao trả Sabrina lại cho người cha theo lệnh tòa án. Trước đó thì tòa án giao quyền nuôi con cho người cha. Hồ sơ cũng cho biết là nhân viên cảnh sát liên bang Mexico, nhân viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ bắt được Dara gần thành phố Mexico vào sáng ngày thứ Ba sau khi nhận được sự giúp đỡ của người cung cấp tin tức bí mật. Dara từng bị truy nã trên cả nước sau khi bắt cóc cô con gái ruột của mình.